cái khách nhiều khi khó tính mệt lắm. Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chọn bộ linh kiện của Mobiistar Lai Yollo tại DidongCaocap.Vn. Và đây là phần loa ngoài của Mobiistar Lai Yollo. Khi hàng gặp có lỗi, sự cố liên quan đến phần loa ngoài của Mobiistar Lai Yollo, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn. Khi quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan phần loa ngoài và nghe nhạc của Mobiistar Lai Yollo không nghe được, nghe chập chờn lúc đầu cũng không, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn để được tư vấn hướng dẫn thay mới sửa chữa Mobiistar Lai Yollo tại didongcaocap.vn.